Việt Hoàng và Ngọc Quỳnh chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều của đài CBN trên băng tầng 18.14. Và ngay sau đây là tin Hoa Kỳ mở đầu với Việt Hoàng. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin Ủy ban Tư pháp bắt đầu bắt đầu phiên điều trần luận tội ông Trump vào ngày thứ tư, bốn chuyên gia pháp lý đã được mời đến Ủy ban Tư pháp Hạ viện để cho ý kiến về cuộc điều tra luật tội tổng thống Donald Trump. Tất cả các nhân chứng đều là giáo sư luật của những trường danh tiếng, gồm ông Noah Feldman từ trường Harvard, bà Pamela Collin thuộc trường Stanford, ông Michael Kerhat, giáo sư đại học North Carolina, và ông Jonathan Trolley, giáo sư đại học George Washington. Tổng thống Trump và các luật sư của ông đã được mời tham gia phiên điều trần nhưng Tòa Bạch Ốc đã từ chối vào Chủ nhật vừa qua, với lý do rằng phiên điều trần này thiếu sự công bằng cơ bản. Giáo sư Trolley đã phản đối việc luận tội dựa trên cáo buộc Tổng thống cản trở công lý, cho rằng việc luận tội này phải dựa trên bằng chứng vững chắc, trong khi các báo cáo điều tra cho đến nay không thể khẳng định Tổng thống có cản trở công lý hay không. Đệ nhất phu nhân Melania giận dữ khi một nhân chứng nhắc tới con trai của bà trong phiên điều trần trong lần đầu công khai lên tiếng về cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Đệ nhất phu nhân Melania đã hết sức giận dữ khi một nhân chứng nhắc tới con trai 13 tuổi baron Trump của bà trong phiên điều trần tại Hạ viện. Khi xuất hiện trước Ủy ban Tư pháp, giáo sư luật trường Stanford bà Pamela Carlin đã nói rằng các nhà vua không bị coi là làm gì sai vì lời nói của nhà vua là luật pháp. Tuy nhiên, Hiến pháp Hoa Kỳ không cho Tổng thống Trump quyền làm bất cứ điều gì ông ấy muốn. Hiến pháp quy định rằng không có danh hiệu quý tộc. Vì vậy, khi ông Trump đặt tên con trai là Baron, ông ấy không thể biến cậu bé thành một nam tước, bà Carlin nói. Trong câu nói này, bà Carlin đã dùng từ Baron, nam tước, đồng âm với tên con trai ông Trump. Ngay sau đó, đệ nhất phu nhân đã phản ứng mạnh mẽ trên trang Twitter. Một đứa trẻ xứng đáng có được quyền riêng tư và tránh xa khỏi chính trị. Pamela Collins, bà nên cảm thấy xấu hổ về sự quấy rối công khai đầy thù ghét và thành kiến rõ ràng của bà. Và bà đã lợi dụng một đứa trẻ để làm điều đó. Trong khi đó, Tổng thống Trump bỏ họp báo tại NATO và về Hoa Kỳ sớm hơn dự định. Vào thứ Tư, Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ hủy cuộc họp báo tại NATO sau khi một đoạn video cho thấy các lãnh đạo thế giới cười nhạo ông lan truyền trên mạng. Buổi họp báo dự định diễn ra sau một loạt các cuộc gặp song phương giữa ông Trump với các nhà lãnh đạo thành viên NATO, bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Ý Giuseppe Conte. Và vài giờ trước khi cuộc họp báo bắt đầu, một đoạn phim cho thấy Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang chế nhạo ông Trump đã lan truyền trên nhiều trang web. Trong đó, Thủ tướng Trudeau nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Hòa Lan Mark Rutte Ông Trudeau nói rằng ông Macron đến trễ vì ông ấy phải dự một cuộc họp báo dài 40 phút. Không ai trong số các lãnh đạo nhắc đến ông Trump. Tuy nhiên, mọi người đều tin rằng ông Trudeau đang chế nhạo việc ông Trump họp báo quá lâu. Bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, thủy thủ bắn chết hai nhân viên quốc phòng tại Hải quân Công xưởng ở Hawaii rồi tự sát. Sự việc xảy ra ở Hải quân Công xưởng Pearl Harbor vào lúc 2 giờ 30 phút chiều thứ Tư 4 tháng 12 giờ địa phương. Căn cứ hỗn hợp Pearl Harbor Hickam, một trong những căn cứ chính của Hải quân Mỹ và là nơi Hải quân công xưởng tọa lạc, xác nhận sự việc, nhưng không cho biết nguyên nhân cũng như không cho biết danh tính của thủy thủ nổ súng và các nạn nhân. Căn cứ này đã mở cửa trở lại sau khi bị phong tỏa vào lúc xảy ra vụ nổ súng. Hải quân công xưởng này có nhiệm vụ sửa chữa, bảo trì và hiện đại hóa tàu chiến và tàu ngầm của hạm đội Thái Bình Dương, có tổng hành dinh tại Pearl Harbor. Đây cũng là bến phà của 10 khu trục hạm và 15 tàu ngầm. Thống đốc Hawaii David Is Echo cho biết tòa Bạch Ốc có liên lạc với ông và nói các cơ quan liên bang cũng như tiểu bang sẵn sàng giúp đỡ nếu cần. Một phát ngôn viên tòa Bạch Ốc nói vụ nổ súng này cũng được báo cáo cho tổng thống Donald Trump. Công xưởng này tọa lạc đối diện với đài tưởng niệm Pearl Harbor. Tại nơi đây vào thứ bảy này sẽ có một buổi lễ đánh dấu vụ tấn công của quân đội Nhật cách đây 78 năm ngoại trưởng mỹ mike pompeo cảnh báo các đối tác về rủi ro từ những mạng 5g của huawei trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp augusto santos silva tại thủ đô lisbon bồ đào nha ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo cho biết trong vài năm qua washington đã tìm cách bảo đảm các đồng minh trên khắp thế giới nhận ra nguy cơ từ việc làm ăn với các doanh nghiệp như huawei khi được hỏi về sự can dự của huawei tại bồ đào nha ông pompeo nói nhiệm vụ của hoa kỳ là chia sẻ những điều chúng tôi biết điều chúng tôi hiểu và sau đó là cách suy nghĩ của Hoa Kỳ về quyết định mà chúng tôi sẽ phải đưa ra. Theo CNN, hiện nay các doanh nghiệp Trung Quốc nắm giữ lượng vốn đầu tư đáng kể trong các lĩnh vực chủ chốt ở Bồ Đào Nha và các nhà điều hành viễn thông đang hợp tác với Huawei để triển khai các mạng 5G tại quốc gia Âu Châu này. Và kính thưa quý vị, chính phủ siết chặt điều kiện việc làm khiến 700.000 người sắp bị cắt tiền full stamp. Chính phủ Trump đang chuẩn bị siết chặt điều kiện về việc làm đối với những người nhận hỗ trợ thực phẩm của chính quyền liên bang và có thể khiến khoảng 700.000 người không còn đủ tiêu chuẩn để nhận chương trình này vào giữa năm 2020. Vào hôm thứ tư, chính phủ Trump cho biết đã hoàn tất một quy định mới giới hạn quyền lực của tiểu bang trong việc can thiệp vào những yêu cầu của liên bang trong chương trình hỗ trợ thực phẩm. Nhà chức trách cho biết quy định mới vốn có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 sẽ giúp chính phủ tiết kiệm nhiều tỷ mỹ kim và khuyến khích người dân đi tìm việc làm trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong 50 năm qua. Quy định mới này là quy định đầu tiên có hiệu lực trong số nhiều đề nghị của chính phủ Trump nhằm giới hạn số người nhận chương trình hỗ trợ thực phẩm, viết tắt là SNAP, hiện đang giúp đỡ khoảng 36,4 triệu người. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, nơi quản lý chương trình SNAP, cũng đưa ra một số đề nghị riêng để thắt chặt tiêu chuẩn đối với các gia đình thu nhập thấp. Phe chỉ trích bao gồm nhiều thành viên dân chủ của Quốc hội nói rằng chính phủ Trump đang tạo thêm khó khăn cho các gia đình nghèo và vượt qua quyền hạn của Quốc hội đối với các chương trình phúc lợi liên bang. Và bản tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng chuyển kênh, hãy chờ đến phần tin Việt Nam và cộng đồng sau một bài thông tin bảo trợ cho đài.